Dạ. Đây sẵn anh kết máy xong em cho anh chị xem luôn. Mới bắn ba con ốc này ra anh chị cứ ngắt. Tại vì mình á, mình mà thợ gấp máy á, em thiệt nha, em bảo đảm lúc nào anh thợ nào cũng phải gỡ cái bô ra kiểm tra hết. Nhiều lúc nó bị bê tông không sọc, nhưng mà cái lỗ bô nó bị đóng khối thì anh thợ nó phải cạo khối đúng không? Còn mà bán máy mà không cho mà kiểm tra bô á, cho khách xem bô đúng không? Tại em bảo đảm trong nó có vấn đề chắc luôn. Còn những anh thợ nào gấp lúc nào cũng phải lấy cái vít nại cái bố con này lên, anh chị phải nại lên gì nè. Nại nhẹ lên thử cái nó sao nó không, nếu cái lúc đó là mình ẩu đó, lúc đó là mình ẩu, quay ngang vậy nè sáng, cái đó là mình ẩu đúng không, mình ẩu thì mình lấy cái vít mình nại thôi, còn người ta kỹ nữa thì người ta bắn ba ốc này ra đó, anh chị chỉ cần gỡ là so bắn ốc ra thôi, có gì đâu à, chị là em bắn rồi em xịt rồi bảy ghê luôn mà nó còn nặng vậy nè đó, mình phải lấy vít nại kiểm tra ra cái này nó gắn vô dễ lắm đó, là cái này nó phải hoạt động nhẹ gì mới được nè, còn lấy tay bẻ nó không ra, lấy vít nại nó không ra, anh chị nghĩ rồi sao chạy được à, mà cái máy bán gì sao được đúng không, cái này mới mua chứ 2 ngày á, chứ có chạy có 2 lần á, chứ không phải là chạy lâu nữa, chứ chạy lâu rồi nếu đóng gì em đâu có nói gì chị đó, bởi anh chị mua máy nên cẩn thận, em nói thiệt luôn, phải em nói gì nha, tại em nhìn thấy cái máy này em thấy tội nghiệp với anh chủ cũng hiền khô à, ổng sao không được hết á, mà ai ổng mua lỡ mua lầm mà thôi, chứ ổng cũng không dám nói gì người ta. Nè đây nè, cái này là của người ta lên vậy sẵn nha anh chị, người ta lên có con ống thôi nha, phải là em lên luôn nha đó, nhưng mà nói em làm có thể là khác chỗ này chứ để cái gì thấy cũng kỳ quá, vậy thì nó không sao đó, cái ống này ông xả ra thôi nhưng mà nó hao xăng miếng đó, để em coi cái máy này nó chạy sao nha. Ôi trời má, nó cái gì mà gích chịch dặn, giật không nổi luôn, nó gích gì trong chịch giật này, giật không nổi luôn, chứ không phải hơi nặng mình không nói, nhưng mà giật gích chịch rồi. Trời ơi, biết có cái gì trong đây không, sao kỳ vậy? Mấy máy này rớt ra rồi hết rồi mà, rớt cái lòng mắt cái gòn ra hết rồi mà. Gớt thì không nói đi, chứ máy em bán không có gớt đâu, gớt là có vấn đề trong cái gớt anh chị, máy giật không nổi luôn sao chạy, giật nó giống như là có ai lôi lại gì đó. Ôi nặng như ta cái chịch đâu à, anh chị thấy giật nó không phải là tự nhiên nha, nó không phải là hơi nặng, hơi cũng có nặng không nói nè, nhưng mà nó gích gích kẹp chụp giật cái gì chứ đâu bích chụp đi, lần bên này thì nhẹ lắm nè, cái này là bên bị chụp giật nó dơ anh chị, nó dơ quá mà giật máy gì sao chạy nổi, giật không chạy không nổi sao chạy. Tốn em gì mà giật cũng không nổi luôn, đâu quay xa xíu coi còn thử cái tốn bự gì mà giật cũng không nổi được, ông đó ông giật hại chết luôn á, máy gì sao chạy ta, sao bán hay gì ta, nghĩ mấy người bán máy này chắc cũng hay. Tôi em dẫn ông đang tì xuống dột xuống mấy cái thở không nổi luôn, chứ em không có cầm ngót ra được không, tại vì nó nặng quá không có không kèm được. Cái máy gì sao chạy?
miếng luôn á. Sao chạy được bán gì sao bán được hay ta, bán gì sao mà xài sao dân xài được. Em bảo đảm máy này là cái đường hút lên sai anh chị, cái đường hút trong đây nè. Nhưng mà cái này em chỉ làm cho nó im, em thay chế im đúng không, em thay chế khác em sẽ đổi cái cổ hút này hết luôn, em làm cho im lại. Mà em không quay này cho anh chị xem ha. Tại cái này á, nếu mà anh chị nào mua cái máy của em về gỡ ra thì biết. Chứ giờ em lên cái này á, lúc có mấy anh mà nó tầm bậy tầm bạ đó. Rồi như lúc em đăng á, em đăng chia sẻ mà mấy anh đó đâu có biết mẹ gì đâu, vô bình luận tầm bậy tầm bạ mà. Chứ em thiệt nè, mấy anh bình luận là mấy anh bán máy này không chứ không ai chứ. Cái bụi này không sao. Là mấy anh bán máy này nè, mấy anh không có biết gì đâu. Em dám khẳng định là mấy anh không có biết nghề gì đâu. Em thiệt á, em học từ lớp hầu lúc 9-10 tuổi đó, chứ không phải mà làm lông cơm lơi khơi như mấy cái anh này đâu. Thiệt, em thấy em bức xúc giùm cho cái anh khách này nè. Em mới tức anh, em mới tức cái máy này nè. Sẵn em chia sẻ cho anh chị xem để anh chị hiểu luôn. Mua máy giật muốn ỉa trong quần luôn. Mà giật chạy lên như gì sao phát. Cái này gặp em giục cái máy này xuống sông luôn. Thiệt chứ bộ. Nè, nãy em chưa nói hết nha. Cái máy nổ lên á, trong đây nó có vấn đề nha, nó rung ghê lắm. Thường thường nè, đây em chia sẻ anh chị nè, thường thường mặt đạn này nó lỏng nha, nó lỏng này nè, hoặc nó gà vô nó mới rung nha. Nhưng mà cái này á là mặt đạn không lỏng mà nó rung, là có thể là cái máy này gớt ra làm cái gì lại rồi xong chê dân lại rồi nó không ngay á anh chị, hoặc là gáp cái qua lăng vô nè, sợ gã ra rồi gáp qua lăng vô nó không chuẩn á thì nó không có được mà chính xác. Mà chạy rung lắm, chạy nó tê quýu luôn rồi sao ấy. Nè, nãy em gồ là nó quýu luôn á. Nhưng mà em đăng này lên nữa, cái chút anh khách này anh kêu em gã hết cái máy ra luôn. Tại vì em nói cái chuồng, cái anh kêu là làm hết rồi, cái anh kêu làm hết tùm lum luôn. Nhưng mà anh chị biết sao không, cái anh này anh quen em mới làm cho anh thôi. Chứ nếu mà lại em không làm đâu, làm cực lắm. Tại làm mấy cái máy này, máy mua là của người khác rồi đó. Mà người nào quen ta hiểu ta mới tin tưởng mình. Chứ nhiều lúc ta tưởng là mình là nói xấu rồi đó. Nhưng mà em nói thật sự là không phải đâu, em không bao giờ nói xấu người ta. Thấy sao em nói vậy à, chứ em không có sợ gì. Chủ yếu là mong cho những người nào bán máy thì phải có lương tâm chút xíu. Chứ đừng có bán chỗ này, em thiệt. Em giật cũng muốn chết nó đưa mấy người dân về giật chắc khùng luôn á. Em giật gì nó không chạy nữa rồi sao ai giật chạy. Máy ngọt xăng luôn. Để em chia sẻ cho anh chị xem nha. Em quay điện thoại á, em quay video là em không có xài cái mic riêng đâu nha. Em xài bằng cái điện thoại luôn. Đó, bởi vì em để sát đây lắm, bởi nhiều lúc nó ồn lắm, những cái máy em quay em bán nó rất là ồn. Anh chị nghe nó vậy á. Chứ giờ anh chị nghe cái máy này là anh chị biết liền, nó ôm sùm trái đất luôn. Không có guarantee nào một nè. Em bảo đảm là cái đường hút trong đây là sai chắc nè. Cái máy mà anh chị vừa lên ga mà vừa đóng le, đang khoát cỏ là sao vừa lên ga vừa đóng le được, đúng không? Mà mình vậy sao chạy. Nhưng mà cái này không phải là thiếu xăng trong chế đâu nha anh chị. Cái này em khẳng định là cái đường hút lên là tầm bậy. Đó, khoan, rồi cầm cái điện thoại để mở cái cho anh chị xem luôn.
Em nói gì là cái anh nào bán máy này anh đâu biết. Mốt nhớ làm có lương tâm lại xíu chứ làm cái này sao người ta xài. Không phải em ghét người này bán người kia bán em nói đâu, nhưng mà bán gì người ta không có xài được thì mình bị nói cũng đúng. Bây giờ mình người ta bán cho mình gì đi đúng không? Về mình xài thử đi rồi mình có chịu không? Hay là bán xe giao hàng cái xong. Nè, em quay gì là em sẽ biết người nào anh chị người nào nhìn vô là biết ai bán liền. Đúng không? Đó. Đây, để em bắn ra cái nữa. Sẵn em chia sẻ cho anh chị xem luôn. À, những cái anh mà bán máy này á, không? Đừng có giận em, tại vì mình làm không có đúng. Làm phải đúng lương tâm mình đi rồi mình phải giận người ta. Mấy con này giận nhẹ hiều đi. Trời ơi, giận như hiều gì. Nè, cái này là em phải giận vô lại để cho anh chị xem nè, thấy không nè. Giận cái này giận không phải giận bằng súng đâu. Ủa, không phải giận tay đâu, giận bằng súng á. Nhưng mà anh chị bắn bằng súng cũng phải để ý chứ. Chứ bắn gì sao được. Xì mẹ rồi. Mà tùm lum á, máy này nó nhiều bệnh lắm. Bên chút sạc. Nè, thấy không? Em nhìn là biết rồi nè. Như em là em giục miếng này luôn nha. Em giục cái miếng này đó. Em phải bỏ hết cái bộ này nè. Cái bộ này lên là sai nè anh chị. Để em gáp cái bộ khác vô anh chị nhìn thử anh chị xem biết nè. Đây cũng sai nè, thấy không? Nè. Gáp cái gòn gì nè. Nè, thấy không? Cái gòn té nổ không? Nhưng mà mình trước khi bán máy là anh chị phải test thử chính xác rồi xong hả bán người ta. Còn không được thì cho người ta đợi lâu một xíu. Chứ nè, tùm lum nè, không? Chị nhìn kỹ chứ không phải là em ở trước đâu nha. Nè, gắn cái gòn nó bị củn nè. Đúng không? Là một nè. Hai nè, hai cái cục này sai nè. Hai cục này là dục cùng gác nè anh chị. Nè, cái chế này còn xài được nha. Nhưng mà không có, em lên chế 260 cho anh luôn. Chứ lên chế này chế rẻ tiền nữa. Anh chị lên cái chế mà nó để là quanh gồ đi. Cái chế đó cũng là Trung Quốc. Mắc hơn này chừng 10 ngàn à. 10-20 gì à. Nhưng mà nó xài nó chạy ok hơn nha. Ok hơn chế này. Cái máy gì chạy gì mà sao mà xài được. Bởi vì em thiệt anh nào bán cái máy này thì cũng phải rút kinh nghiệm lại. Bán phải làm cho nó kỹ lưỡng cho người ta chứ gì sao xài. Nè một chút em gáp cái bộ kia xong em bỏ bộ này cho anh chị xem. Bỏ cái bộ này luôn. Đó. Nhưng mà anh nào mua về mới biết trong đây nó có cái gì nha. Cái bộ của em á không phải là nó chống lỏng gì đâu, là nó phải đặt luôn. Cái hàng của em là em đặt ở mà ở miền ngoài đó, kêu bằng gì quên mẹ nè. Cái ông anh gì quên nè. À, của em là cái nguyên cái khúc này là nó đổ luôn nha. Là cái lỗ họng này á bự bằng 430 luôn anh chị, chứ không phải nhỏ xíu như cái này nha. Cái này nó mới bằng có 260 à, nó bự hơn 260 một xíu à. Của em là lỗ này bự chà bá luôn, bự lớn vậy nè. Đó. Lên cho anh chị gáp cho anh chị xem thử. Chị biết liền. Đó. Chị em thấy gì là sai hết rồi nha. Rồi thôi em chào anh chị nha, để em làm cái này cho ảnh cái. Máy nổ là phải chuẩn tẩm 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 tẩm. Mới đúng là cái máy. Chứ máy chạy như ngựa hí rồi đúng không? Rồi nó muốn ối ỉu hoài sao xài. Rồi thôi em chào.